Wow. Chú cầm Ừ. giày ra để con xem thử nó dài khoảng bao Chú nhiêu nhắc vậy? lại, nhắc lại. Trời ơi. Wow. Kiếm gặp con rắn biết sợ, kinh khủng luôn á cả nhà. Cái này chắc cũng khoảng 1m2 á chú ha, 1m2 tới 1m5 Hơn nha, ha. hơn mét tư sẽ hơn Dạ. mét, Dạ, cho trời ơi, nó dài ghê luôn á cả nhà mình. Tiến xin mến chào cả nhà thân thương. Hôm nay Tiến lại lên khu vực rừng núi thuộc địa phận của tỉnh Ninh Thuận để thăm các bà con nghèo ở trên vùng núi sâu xa. Thì hoàn cảnh hôm nay Tiến chia sẻ với cả nhà thì có hai vợ chồng sống trong một cái túp lều bạt rất là khó khăn, mà trong những tập video trước Tiến cũng đã chia sẻ với cả nhà mình rồi. Khi nãy Tiến có đi qua một cái đoạn đường mà sình lầy cả nhà, thì đi một đoạn là mấy cày họ chở đồ á, người đồng bào họ chở đồ mà bị mắc lầy kẹt cho đó, thì Tiến không có đi qua cái đoạn đường đó được. Tiến mò đường nãy giờ, bây giờ là đang đi tới một cái đám bắp này cả nhà, thì qua một cái đám bắp này là tới cái hoàn cảnh mà hôm nay Tiến muốn chia sẻ luôn, chứ mình đi cái đường kia không có được nữa cả nhà. Họ chở cái gì á Tiến cũng không biết nữa mà bị lún rồi kẹt tùm lum hết cả nhà mình. Giờ Tiến phải chui vô cái đám bắp của người ta. Xe Tiến để ngoài kia xíu nữa mình ra mình vác đồ vào cả nhà mình. Trời ơi, tại vì mấy cây mà không lún á thì mình có thể mình chạy thẳng vào luôn cả nhà mình. Bây giờ mấy cây không có cho mình vào thì bắt buộc là mình phải băng cái đẩy bắp của người ta thôi. Chính đi nãy giờ, mò đường nãy giờ nên cũng không thể nào mà chia sẻ được cho cả nhà. Bây giờ tới cái đám bắp này, qua cái đoạn bắp này thì tới cái hoàn cảnh đó luôn á cả nhà mình. Đây nè, Tiến lội thì được nửa cái ruộng bắp của người ta rồi. Đây, lên cái đầu đường rồi cả nhà mình. Wow, đây cả nhà. Khi nãy thì Tiến đi tiếp qua bên kia kìa, tại vì cái đoạn đường nó bị kẹt á, nên bây giờ bắt buộc là mình phải lội qua cái đám bắp của người đồng bào. Cái chỗ hồi nãy Tiến đi ngang qua á là nó bắt một cái con đường bê tông như thế này cả nhà, là mình có thể mình đi thẳng vào luôn. May quá là có cô chú ở nhà. Ở đây có một cái cây xoài rất là to này cả nhà mình. Người đồng bào họ sống ở trên rừng trên núi á, thì cái nơi mà họ ở là có những cái cây to á, nó rất là có lợi cho họ sinh sống luôn, mát mẻ. Cô chú đang làm cái chuồng vậy cả nhà mình. Con chào cô chú. Nhớ con không? Nhớ hả? Cô chú đang làm gì đây? Làm chuồng gà. Làm chuồng gà hả? Trời ơi, làm chuồng gà gì mà sao con thấy nó đẹp như vậy? Nó đẹp hơn cái chòi mình ở luôn vậy? Đây này cả nhà mình. Wow, sao mình không lấy cái này mình lợp cái nhà vậy cô? Làm gió đâu. Mình Dạ. gió cũng đỡ hơn uống thuốc. Mình à, bây giờ mình khỏi làm cái chuồng gà đi, mình làm xong rồi mình à, qua bên đây mình ở luôn, còn cái kia nữa cho gà nó Chúng ta sao mình ở ở. Trời ơi, cô chú làm cái này là bao nhiêu lâu rồi? được? Gần một tuần, bữa giờ đó. Vâng. Hơn 2 tuần á. Hơn 2 tuần rồi. Tuần. Dạ. Mà chưa xong á. Trời ơi, sao mình không lấy mấy cái cây này mình dựng chòi mình ở đi chú? Được. Wow. Hả? Cái cây này là cái cây gì vậy chú? Này cái cây Lô này á. là à, cái lồ Là ô lô. hả? Cái lồ ô này là mình phải lên núi cao. Lên núi Núi cao cao chỗ rừng rừng đục cháy nè. đó cả nhà mình. Ừ. Cả nhà thấy tiếng quay cái núi xa xa kia không, Đó là cái đốt rừng đó, xa lắm. là lên tới đó luôn mình mới chặt những cái cây lồ ô này À. về được. Dạ Giờ giờ mình chặt lại, mình chặt băm băm cái này nè. dạ Băm lại mình đang được cái nó. như chú đi lên lên rừng lên núi á, mà chú mang vác những cái bó lồ ô về là khoảng bao nhiêu ngày? Một ngày về tới đây. Ui, một ngày luôn. Tới Trời ơi. 5 6 giờ tới đây luôn á, đi bộ ạ. À. Dạ.
Rồi đi từ sáng mà tới chiều về, sáng đi chiều về cũng giỏi chứ hơn chú ha. Đi phải ráng sao? Ráng hả? Không thôi, ở lên núi sợ đúng không? Dạ. Bấy nhiêu đây là bao nhiêu bó vậy chú? Này là hết 3 ngày là 30 cây á. 3 ngày là 30 cây. 30 cây. À, 30 cây. 10 cây à. 10. Một bó là 30 cây. Một bó 30 cây á. À, một bó 30 cây là tổng cộng hết ở đây là bao nhiêu bó vậy chú? 90 cây. 90 cây luôn. Trời ơi. Quá ghê gớm luôn. Tại sao con không hiểu? Con không hiểu tại sao mà mình không lấy cái này mình dừng cái chòi mình ở đi ta? Hả? Nó sẽ đỡ hơn chứ. Ý là con gà là nhờ anh em đưa tiền cho bữa là dân dùm là làm mua gà nuôi. Dạ, mua gà nuôi rồi gà quan trọng là chỗ ở cho gà thôi. Còn chỗ ở của mình thì mình kế tấm bạc xuống cũng được. Dạ, chỗ mình kế tấm bạc xuống cũng được. Mình có cũng mình có mùng mà. Dạ. Còn gà mình có cũng mùng mình đó là mình làm rộng này là để cất nó xuống á. Kệ, bây giờ mình có mùng mền rồi tối lùi gà vào cho nó ngủ rồi mình đắp mền cho nó luôn. Đó, đây là cái chuồng gà của người đồng bào này cả nhà mình. Wow. Nhìn cũng chắc chắn quá cô chú ha. Hôm nay là cô chú có đi làm cái gì không? Để đi làm dân công giỏ dưới bể bắp á. À, là chú nhờ người ta làm cái chuồng gà này. À. Rồi tới chừng mà người ta có việc á, thì người ta sẽ kêu mình lại. À, là trả công á cả nhà mình. Làm có qua có lại á. Wow, giờ này là cô chú ăn gì chưa? Cô chú làm với họ ăn luôn với họ. À, làm với họ ăn luôn với họ. Dạ. Rồi mai mốt họ làm cho mình họ ăn lại. Mình. Dạ, họ làm cho mình rồi mình nấu ăn lại cho họ. Ở trên đây là cái món ăn là lúc nào cũng đủ đủ hết đúng không? Hôm nay là nhà mình ăn cái gì cô? Nhà mình ăn đủ đủ với cháo bắp. Đủ đủ với cháo bắp nữa. Trời ơi, tới chỗ nào cũng đủ đủ với cháo bắp hết cả nhà mình. Để tiến qua bên đây tiến cho cả nhà xem cái chuồng gà nhé. Qua đây nè cả nhà mình. Ở đây là có hai dãy, một dãy bên đây còn một dãy bên đây nữa cả nhà. Ở đây là chắc mình nuôi chắc mấy ngàn con gà luôn chú ha. Không biết như mấy con thì biết mấy con không biết mấy con à mới làm là dạ. Qua wow. Xoài ở trên đây nè mọc rất là nhiều cả nhà mình. Đây nè tới mùa xoài rồi. Tiến thì cũng mới nhờ cô chú là nghỉ tay một xíu để Tiến tới Tiến thăm và trò chuyện với cô chú sau một khoảng thời gian mà cũng khá là lâu cả nhà. Tiến tới Tiến thăm. Đây là cái căn chòi mà hai vợ chồng cô chú ở nè. Chỉ bốn cái chân trụ và ở trên á là có những cái tấm tôn được dựng bằng những cái tre lót những cái tre ở bên trong cả nhà, rồi dựng mấy tấm tôn ở bên ngoài thành hình chữ V. Xung quanh là có một cái tấm bạt rất là to. Mùa nóng thì họ có thể họ dỡ lên như thế này. Khi nào mà mưa gió thì họ phủ xuống cả nhà. Cậu nhóc này là cháu nè, tập video trước Tiến cũng có chia sẻ cái hình ảnh là hai vợ chồng của chú sống ở đây, rồi con của cô chú đi làm á, rồi gửi cháu thì cháu chỉ sống với ông bà thôi. Qua wow, dở lên mát quá cô hả? Đó cả nhà thấy không? Ăn cái này nè. Trời ơi ăn cái đó hả chú? Qua wow. Bóp mấy ăn bóp mình. Ui, sao đủ đủ mà chú giò chú bóp dữ vậy? Hả? Bóp để nó khô nước. À bóp để nó khô nước hả chú? Trời ơi. Sao con tới hôm qua hôm kia gì cũng vậy, con tới con cũng thấy người đồng bào họ ăn đu đủ. Bây giờ là tới thấy cô chú cũng ăn đu đủ. Quen rồi. Trời ơi, quen rồi hả chú? Qua. Wow. Dân tộc quen ăn vậy rồi. Lúc con mắm ăn con này ớt không à? Dạ. Ớt muối thôi. Ớt như muối. Trời ơi. Như hồi sáng người ta cho cô chú ăn lúc mấy giờ? Cho chú ăn lúc mấy giờ vậy chú? Lúc 11 giờ ăn. 11 giờ mới ăn. 11 giờ ăn. 11 giờ. Rồi chú với cô về khi nào? 11 giờ về rồi 1 giờ ăn. 12 giờ kém ăn. À 12 giờ kém ăn, bây giờ là 2 3 giờ chiều rồi mình làm. Mình làm tiếp nữa. Dạ, làm rồi về nhà làm cái chuồng gà. Ừ. Dạ, xong rồi mình nấu mình ăn thêm. À là từ nhà về nhà mình nấu ăn mình riêng. Dạ. Sao con thấy ăn giống tráng miệng vậy? Ăn vậy sao đủ? Hả?
Thật sự ra là tiến tới lúc nào cũng vậy cả nhà mình. Hình như là mình có duyên mình tới gặp những người đồng bào họ sinh hoạt ăn uống á cả nhà. Nên tiến tới lúc nào cũng vậy, cũng gặp bà con người đồng bào ở trên vùng núi á, họ ăn hết cả nhà mình, không khoai thì chuối, không chuối thì cũng đu đủ. Nói chung là tất cả mọi thứ ở trên rừng lên núi á, toàn những cây trái rừng thôi. Thì người đồng bào đa số là họ rất là ít bệnh. Trời ơi, ăn như vậy cả nhà. Như cái này có ăn được không vậy chú? Cái này nè. Ăn được. Cái này được à? Dạ, được đúng không hả? Dạ. Chú đây là sốt là như ăn cái này nó đỡ sốt rét á. À, sốt rét là uống ăn nước cái đó là đỡ. Uống nước là bỏ ớt. Ớt nhiều đi nè. Làm mệt nó cuốn tay là ăn cái này nè. Cái này ăn. Như cái đó là cái người ta gọi là cái gì vậy cô chú? Cái đu đủ là nó cuốn ăn. Cái đó là cái thân đúng không? Cái thân á. Dạ. Thân mình cắt cái đọt đó. À, nó là một cái đọt. Cái đọt. Dạ, chứ cái thân đâu ăn được đâu. Cái đọt mình cắt rồi mình ăn. Dạ. Bữa chú đi làm dắt lỗ nè, bữa nó cuốn tay vậy nè. Dạ, và làm sốt luôn. À, làm sốt, bây giờ ăn cái này nó đỡ nắng à. Thôi hay quá ha. Ừ. Nó cuốn dạ. Vậy, dắt lỗ nó ôm vậy luôn nè. Dạ. Trời ơi. Sau một thời gian cũng hơn nửa tháng á. Ừ. Con ghé tới đây thì cái cuộc sống của cô chú như thế nào? Có đỡ hơn không? Hay là vẫn như vậy? Cũng như vậy. Cũng như vậy hả? Dạ. Bởi được chú bữa hỗ trợ lại mình cũng đi kiếm cái này nè. Dạ. Tiền bạc bữa đó mình cũng cảm ơn nhiều nhất á. Dạ. Như hôm bữa là con gửi mấy cái phần quà đó là cô chú sử dụng ăn uống được khoảng bao lâu? Thời gian đó có cái đó là mới được là đi kiếm cái thêm nữa. Ô đó. Dạ. Mình cảm ơn nhất á. Là nhờ cái số tiền đó số tiền để đó. Mình có kinh phí để mình làm cái đúng việc rồi. Khác. Mình dạ. Nó cảm ơn nhiều á. À. Thì cô chú cả nhà rất có thiện chí là phấn đấu trong cuộc sống luôn. Tập video trước Tiến tới đây, Tiến có gửi một ít tiền, không có nhiều lắm đâu cả nhà, một số tiền cũng ít của các cô chú mạnh thường quân thôi. Thì cô chú lấy cái số tiền đó ra, cô chú làm một cái kinh phí để mua gà, rồi làm xây dựng cái chuồng gà để nuôi, có cái vốn sau này. Rất là ngưỡng mộ cái tinh thần mà phấn đấu của cô chú luôn. Tại vì mình phải cố gắng, mình phấn đấu để phòng hờ sau này mà lớn tuổi hơn á, rồi có bệnh đâu này kia là mình có một cái nguồn vốn để mình mua thuốc, mình trị bệnh rồi này kia cô chú ha. Dạ. Đúng rồi. Cô chú thấy cái cô chú này hơi mệt quá đi làm. Dạ. Tiến cũng có chia sẻ cả nhà là cái cổ của cô á, đây là cái cục bướu nè. Trời ơi, là bây giờ nó làm đau hả cô? Ý là đau mình ăn phải cử, ăn cử mình đi nó mệt, hơi mệt quá. À, ăn phải cử. Ăn phải cử. Dạ, không cử là nó mệt rồi nó đau. Nó đau. Trời ơi. Con thấy là càng ngày nó càng sưng to á. Chứ sao nữa nè. Dạ, trước á là con tới á là nó nhỏ thôi. Nhỏ. Dạ, bây giờ con thấy nó to quá. Bây giờ người đồng bào họ bị như vậy cả nhà thì lấy tiền đâu mà đi chữa trị cả nhà mình. Bắt buộc là phải để đó tới đâu hay tới đó cô hả? À, đúng rồi. Dạ. Mười mấy năm đúng không cô? Cái này hả? Dạ. Ừ. Mười mấy năm rồi, lâu quá rồi. Dạ, lâu này quá là rồi. Này là lớn hơn nè, hồi đó là nhỏ. Hồi đó là nhỏ? Ừ. Dạ, bữa nay là lớn ăn rồi. Mình ăn đại mình khô, mình ăn thí ăn đại là hơi nó to. Dạ. Hôm nay hồi nãy con tới á, con tưởng con thấy chú mặc cái áo màu cam đó, con tưởng chú làm điện lực chứ. Điện lực. Áo của bạn này cho. Dạ. Áo này áo của con ông. Dạ, áo của con hả? À, con thấy ăn xong rồi bắt cái này là để mình làm nước mình uống hả cô? Ừ. Nước á. Đây cả nhà mình, giờ bắt lên làm nước uống nè. Trời nước ơi. Uống lá đủ á. Nước này hồi bữa con tới con hỏi thì gia đình mình lấy ở đâu vậy chú? Suối nè. À, mình lấy nước suối luôn hả? Ừ. Dạ, đây cả nhà mình. Đây là cái bình nước suối của người đồng bào, họ mỗi khi họ sinh hoạt hết á thì họ đi xuống suối, họ múc một bình như vậy lên. Đây là cái khu vực bếp nè cả nhà mình, nó vẫn như vậy thôi. Để Tiến xem thử ở trong cái sâu này có cái gì. Cái này là cái gì á, Tiến cũng không biết nữa. Còn bên đây, à bên đây là cơm nè cả nhà mình. Wow, ngoài ra là không có bất kỳ một cái gì. Trời ơi. Rắn ở đâu vậy chú? Rắn hôm bữa đi con đi về tắm hồi nãy trường 1-2 giờ. Wow. Đây nè cả nhà mình. Trời ơi.
Răng còn bắt á hả chú? Bắt ở đâu vậy chú? Dưới suối này nè, đi múc nước á. À, là con của chú đi múc nước. À, múc nước bắt rồi. Rồi con tới con dở mấy cây son nhìn qua con thấy hết hồn luôn á. Sao mà dạng chứ vậy? Là con bắt là con nấu ăn chứ cô chú có ăn không? Nấu mình ăn nha. À, con nấu rồi chú cô chú ăn, làm chín mình ăn. Dạ. Rắn nó rắn gì vậy chú, sao con nhìn nó ghê vậy? Rắn lại vậy đó. Rắn lại. Con đó nó có độc vậy chú? Không, rắn này chắc không độc đâu. Dạ. Rắn mà đen đen kìa nó độc á. Ở đây là rắn nhiều không chú? Rắn này có đưa người đi kiếm à, đi kiếm bán à. Dạ. Trời ơi. Là rắn gì chú mới nói con quên rồi. Rắn lại. Rắn lại hả chú? Ừ. Rắn à. Trời ơi. Sao con thấy nó cứng nhắc vậy ta? Cần mình nướng hồi nãy. Nướng hả? Mới nướng hả chú? Mới nướng à. Dạ. Hôm bữa con đi lên núi cao á, là con thấy một cái con rắn nó ở trong bụi á, con nghĩ là chắc nó dài cỡ 5-6 mét á, mà rắn. Nó to cỡ bằng cái tay của con luôn. Con không biết rắn nó rắn gì luôn. Ừ. Hình như là rắn nó rắn hổ đất hay sao người ta? Không đi được, mình thấy rắn đó mình sợ, đứa con nó dám lấy này. Còn chú mà thấy này chú sợ chết à. Dám cầm nghe. Đó, chú không dám cầm sao bây giờ chú cầm đó? Cái này. Hả? Con nó chết rồi. Chết. Con nó giả đi mất. Chết rồi. Trời ơi. Người đồng lúc bào. Lúc còn sống mình sợ. Lúc còn sống mình sợ. Dạ. Người đồng bào ở trên rừng trên núi không có gì ăn là gặp mấy cái này là bắt đại bắt thí ăn luôn. Nói gì nữa, bắt thí bắt đại. Trời ơi. Như cái này là mình làm cái gì chú? Chặt khúc khúc nè, bỏ ớt cái dừa mắm này nè, xào vô thôi. Dạ. Qua. Wow. chú cầm dài ra để con xem thử nó dài khoảng bao nhiêu vậy. Trời ơi. Wow. Tiếng gặp con rắn cứ sợ kinh khủng luôn á cả nhà. Cái này chắc cũng khoảng 1m2 á chú ha, 1m2 tới 1m5 á ha. Hơn nha. Dạ. Hơn 1m4 thì sẽ hơn mét. Dạ. 1m5 đi. Ơi, nó dài ghê luôn á cả nhà mình. Wow. Quá kinh khủng. Như nãy tiếng cũng chia sẻ cả nhà mình, trời ơi, người đồng bào họ rất là dạng luôn. Thì ở trên đây không có cái đồ ăn thức uống gì bắt buộc là mình phải gặp con gì mình đập con đó mình ăn. Dạ. Mặc dù rất là cũng phải sát sanh đó cả nhà mình, nhưng mà bây giờ họ khổ quá, họ biết như thế nào cả nhà mình. Đây là hôm bữa là cụ nhóc, hôm bữa con ghé tới nè đúng không chú? Đó nhóc đó. Dạ. Mẹ ba mẹ vẫn đi làm chưa về luôn? Mẹ đó. Đó mẹ à. Có con nhỏ. Đó con nhỏ đó. À dạ, đó. Mẹ là ngồi mẹ. Bên kia. Đó ba đó. À trời. Lại đứa mẹ đi theo. Dạ, là cô nhóc này đi theo cô chú thôi. À. Đây cả nhà mình, trời ơi, ổng ngồi bên đây nè. Đó này nè. Hello con. Hello. Không biết nói đâu. Mấy tuổi rồi mà không biết nói? 3 tuổi mà ít nói lắm. 3 tuổi mà ít nói hả? Không biết nói luôn, mình phải tập chứ. Nói chuyện à, nói dùng cà lầm không. Rồi vài bữa đi học rồi sao? Biết nữa. Trời ơi, chắc này cho đi chăn bò luôn quá, đi học gì. 3 tuổi rồi mà không biết nói luôn cả nhà mình. Qua wow. Phải tập nói chứ, đi đâu mà chân mà ghẻ không vậy? Bạn gái chơi làm sao? Giống như chó này nè. Con gái này không phải con trai. Trời. Con trai. Con gái. Con gái. Ờ. Ủa sao con nhìn sao giống con trai vậy? Giống con trai. Qua wow. Cả nhà mình, đây là bé gái nha cả nhà, không phải con trai, trời ơi, con tưởng con trai chứ. Qua wow, chú nhích qua đây một xíu để nắng em đó, nắng xấu đó. Đó. Quen nắng rồi. Quen nắng rồi, đi dằn nắng biết cả nhà. Mừng nè. Đây, mừng nè. Con tên gì? Hả, con tên gì? Thì cả nhà cũng thấy đó, cái cuộc sống của người đồng bào á, hiện tại là Tiến đang ngồi trong cái căn chòi như thế này nè. Tới cái mùa không có mưa gió thì rất là mát mẻ chú ha. Mình dỡ những cái tấm bạt xung quanh này lên, con nghĩ cũng mát mẻ, nhưng mà tới khi mùa mưa con không biết là cô chú sống như thế nào nữa. Mưa nó từ ở trên nó xả xuống thì không sao, mà mưa mà có gió nó tạt chịu sao nổi, đúng không? Đó là nghiên cứu cái đó làm chung gà đó, tôn ta mua nó bán rồi, bán một liệu á. Dạ. À, mua lại đó bên cao thấp làm thí đại à.
là ý à. Ý của chú nói là mùa mùa nắng thì ngồi thì à. Sống bên đây ừ. Còn mùa mưa gió rồi qua bên kia ngủ à. Như nãy Tiến có chia sẻ cái chuồng gà là cô chú làm hai cái luồng á cả nhà, một luồng bên đây để cho gà còn một luồng để sơ cua qua mùa mưa gió đúng không? À, chưa vậy. Thì cái hoàn cảnh này cũng rất là thương, tập video trước Tiến cũng có đăng tải lên thì cũng có một chị thấy cái hoàn cảnh của cô chú á cũng chị cũng rất là thương, thì chị mới liên hệ Tiến là khi nào mà có dịp và ghé lại cái hoàn cảnh này thì gửi cho cô chú một ít tiền để cho cô chú trang trải trong cuộc sống. Thấy cái hoàn cảnh của cô chú như thế này thật sự là chị cầm lòng không đổ, chị mới nhờ Tiến mang một cái số tiền nhỏ tới đây. Hôm nay là con tới đây là con muốn chia sẻ lại cái hình ảnh và cái hoàn cảnh gia đình của cô chú để cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị cùng xem và hiểu rõ cái hoàn cảnh của người đồng bào sống ở trên núi sinh hoạt khó khăn như thế nào. Dạ, và con cũng có mang theo những cái phần quà để tới đây tiếp tế lương thực cho cô chú sống qua ngày và không có cần phải ăn những cái món lá đu đủ, lá cây rừng hay là ăn những cái con vật mà con cái vừa mới đập về để cho cô chú ăn nha. Ở trên đây thì nói chung là cô chú hạn chế sát sanh lại nha, không cái này cũng khuyên thật. Dạ, mình có gì mình ăn cái đó thôi, đừng có sát sanh nha, đừng sát sanh nhiều quá nha. Dạ, hôm nay là con muốn gửi một phần quà cũng khá là nhiều của các cô chú anh chị mạnh thường quân đó gửi tới cho cô chú, thì quà là con để bên đây, quà là Tiến để bên đây cả nha. Ai để Tiến mang qua đây nha, rồi Tiến sẽ đọc lại cho cả nhà cùng hiểu rõ những cái phần quà của các cô mạnh thường quân. Dạ rồi, đây ở đây á, cái phần quà đầu tiên là con muốn gửi cho cô chú là phần quà của chị Thân Thiện ở Mỹ. Chị gửi cho cô chú là 20 kg gạo để cho cô chú ở trên đây ăn. Rồi đó, 20 kg gạo. Gạo này như cô chú á, sử dụng là 20 kg không bao lâu? Khoảng 3 năm không? Khoảng bao nhiêu chú? Khoảng bao nhiêu? À, một tháng hả? Dạ. Trời ơi, thì đâu mình nấu cơm nó nấu cháo à. À là mình hạn chế nấu cơm, mình chỉ nấu cháo thôi. Nấu cháo. Nắng này nè. Dạ. Đây, không có canh mà ăn luôn. Ý là không có canh, phải ăn nấu cháo, ăn với muối. Dạ. Bữa nay là những món quà này là cô chú nhận là cô chú sẽ rất là vui mừng đây. Dạ. Đây là một lốc mắm ruốc, ở trong đây là 6 hộp. Cô chú có thể ăn cơm nóng rất là ngon. Dạ, đây con gửi cho cô chú. Cảm ơn. Và một bịch cá khô nữa nè. Đó, con mua 1 kg cá khô nè. Con gửi cho cô chú. Trong đây có một chai nước tương. Chú nhận giùm con. Một chai nước tương, rồi hai hũ chao. Đây chú để đây luôn. Đó, hai hũ chao. Trời ơi, nó rớt hết rồi cả nhà mình. Đậu phộng nó rớt vài hộp thôi. Thì ở đây là chị cũng có nhờ con mua một bịch đậu phộng. Cô chú ở trên đây mình nấu ăn nó uống, mình có thể chế biến rồi mình bỏ vào ăn rất là ngon. Dạ. Và thêm một bịch đậu nữa là cô chú nấu chè đậu xanh để cho cô chú với lại cháu nó ăn ha. Con gửi. Quá đã ha. Con có 3 loại hạt nêm. Đây là muối nè, rồi đường nè, và cái này nó cũng giống như bột ngọt nha cô nha, hạt nêm granola. Dạ, nó tốt hơn bột ngọt. Đây con gửi cho cô chú. Và con gửi cho cô chú là một chai dầu ăn nè. Rồi một chai xì dầu nè. Dạ. Rồi một chai nước mắm nè. À. Cuối cùng trong phần quà của chị Thân Thiện là có một bịch lạp xưởng, mình chiên lên mình ăn cũng rất là ngon. Ha cô chú ha, con gửi luôn. Rồi đây một thùng mì tôm nữa, con gửi đây. Đó. Quá xá đã luôn. Thì đây là cái phần quà của chị Thân Thiện ở Mỹ gửi cho gia đình của cô chú. Tiếp theo là một phần quà của cô Tuyết Mùi và các cháu của cô ở trong thành phố Hồ Chí Minh.
đã mua những phần quà này gửi ra cho con, rồi con mới lấy phần quà này con gửi cho những người đồng bào nghèo giống như hoàn cảnh của cô chú. Thì trong đây có ba cái tô nè. Dạ, chú để ở đây nè chú. Đó. Bánh nè, bánh cho con nè. Bạch mặt mà. Bánh cho con nè. Cảm ơn chú. À, biết cảm ơn đó nhà mình. Trời ơi, nãy tôi hỏi không thèm trả lời. Anh tiếc. Đây, cái này là con tặng cho cô. Cô ngủ vào ban đêm mà có lạnh á, thì cô có thể cô mang vào. Đây là một đôi vớ nè. Dạ. Và một bịch, hai bịch muối chứ. Hai bịch muối. Rồi chú để đó cho con. Trời ơi, cái này là bịch nuôi nè. Dạ, mình nấu nước sôi lên nó sẽ nở lên. Cái này là con ăn rất là ngon nè. Cho ông bà ngoại nấu cho con ăn nha. Ok. Gật đầu cả nha. Tại vì hôm trước á, Tiến cũng có gửi một cái bịch này cho những hoàn cảnh trước á cả nhà mình. Bịch này là bịch củ cải muối. Thì Tiến cũng được sự góp ý của cô Tuyết Mùi, là cô nói là cái này mình chế biến là mình phải ngâm. Tại vì nó rất là mặn. Dạ, thì ngâm để cho nó bớt cái mặn á cả nhà mình. Nên có gì ngâm xong rồi chế biến lại giúp con nha. Dạ, đây con gửi. Thì cái này, những cái này xíu nữa Tiến sẽ dặn sâu và kỹ càng hơn nha cả nhà mình nha. Và hai hũ mắm ruốc nè. Hai hũ mắm ruốc. Đó. Ở đây là một hũ đậu phộng và một hũ trâu nữa. Con gửi cho chú luôn. Được. Đây nữa nè, của con nữa nè. Đó, một bịch kẹo nè, ăn cho súng cho răng luôn nha. Ở đây là có một bịch bún tươi và rong biển. Cô có thể nấu hai cái này lại để ăn. Cái này rong biển ăn cũng rất là tốt cho sức khỏe. Đây, con gửi luôn. Đó. Con gửi 4 đôi đũa nữa nè. Trong đây là có 4 đôi đũa. Còn cái này là salon bát, chú với cô đâu nhất là đâu mình dán vào. Rồi cái này dầu mình thoa cho bé rồi này kia cũng được. Cái này cũng là dầu thoa, dầu thái rất là xịn. Ráng mà giữ nha, đừng có làm mất nha. Dạ, con gửi cho cô chú. Lòng con tâm rất tốt. Rồi con cái này là cô chú tự chia nha. Cái này là chỉ có một cái bót thôi nha. Cô chú tự chia. Rồi con gửi cho cô. Trong đây á là có một bịch hạt nêm cà no nữa này, cũng rất là to. Đó, con gửi tặng thêm cho cô chú. Và cuối cùng trong phần quà của cô Tuyết Mùi và cái cháu của cô ở thành phố Hồ Chí Minh thì con hướng dẫn cho cô chú cái này luôn. Đây là cái cục xà bông chứ không phải cái bánh kẹo gì đâu nha. Gỡ ra, xí ra, cạp là xong luôn á. Nha. Đó, trước khi cô chú ấy gì cô chú ngửi, nó rất là thơm. Nha. Cảm ơn. Dạ, đó là phần quà của cô ở thành phố Hồ Chí Minh. Và cái phần quà cuối cùng là một số tiền của một chị đã quan tâm tới gia đình của cô chú. Thì chị là cũng củ ít lòng nhiều thôi, chị cũng không có nhiều. Thì có nói với con như vậy, chị không có nhiều thì chị thấy gia đình hoàn cảnh của cô chú chị thương quá. Thì chị mới nhờ con gửi tới cái số tiền 200.000 đồng để gửi tới cho cô chú. Bây giờ con sẽ lấy cái số tiền 200.000 đồng của chị, con gửi cho cô chú luôn. Dạ đây là số tiền 200.000 đồng của chị gửi cho cô chú. Đó. Cảm ơn con. Cảm ơn. Quà rất là nhiều luôn cả nhà mình. Dạ. Thì khi mà con tới đây, con thăm lại gia đình của mình. Con thăm lại gia đình của cô chú thì gửi những cái phần quà như thế này và một số tiền nho nhỏ thôi của Mạnh Thường Quân. Thì cô chú cảm thấy vui không? Vui. Dạ. Cô chú có cái đôi lời nào cảm ơn gửi tới tất cả các quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã yêu thương và giúp ơn, đỡ. Cảm ơn, cảm ơn hết rồi. Dạ. Từ mới cháu vô bữa tiền triệu đó, mấy chú mà có thế làm ăn chặt ô gạch cày đó. Không. Dạ. Phải mà chú nói tầm bậy đâu. Dạ. Không ăn rồi chú cháu cho mình phản rồi, nhiều ít cũng là ăn. Dạ. Chú nói vậy thôi. Có vô mà làm là ăn, còn làm bắp rồi mang nợ không à, nói thiệt. Dạ, làm bắt mang nợ cho mình phải cố gắng làm hay chưa? Cố gắng làm để trả hết nợ nó mình, lần lần cho họ. Rồi mình chuyển sang mình làm cái việc khác đó, để có ích cho bản thân mình. Dạ, thì cô chú làm như vậy cũng đúng cả nhà mình. Bây giờ đang phải gồng gánh cái nợ là nợ bắp á cả nhà mình. Thì bây giờ ráng làm để trả cái nợ đó rồi trồng trọt chăn nuôi.
để làm một cái số vốn để sau này mà có lớn tuổi hơn thì cũng có cái mà xoay sở cả nhà mình. Còn rất là ngưỡng mộ cái suy nghĩ của cô chú khi mà đã chuẩn bị khi mà về già đó, thì cô chú cứ như vậy mà phát triển cho cuộc sống của mình nó sẽ tốt hơn, và sau này về già thì mình cũng có một chút đỉnh gì đó để mình dưỡng già ha. Đó, thì đúng rồi mà chú, thì mà mình còn sức mình còn làm bắp nên là cái này kia, còn mình yếu rồi sợ mình làm không được, đứa cháu lớn sau này là cần ngày cần nỡ nặng nó to là nó thu đất cơ hội. Dạ. Đó, ở đây nó khác à, thu hồi đất, ở thu hồi đất mình không làm thì thu hồi đất. Dạ. Còn mình ráng làm á. Cái mà cô chú ấp ủ là nuôi gà nuôi vịt gì đó con không biết à. Thì con mong cô chú sẽ nuôi càng nhiều các con vật mà cô chú chuẩn bị nuôi để cho sau này phục vụ ngược lại cho cô chú về cái đời sống ha. Dạ, bây giờ con cũng không biết nói gì hơn, con cũng xin chúc cho cô chú là ở khu vực rừng núi là luôn luôn mạnh khỏe ha. Dạ, bây giờ thì Tiến cũng xin thay mặt, con cũng xin thay mặt gia đình của cô chú là con cảm ơn cô Tuyết Mùi và các cháu của cô ở thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng những phần quà lương thực thực phẩm như thế này, và em rất cảm ơn chị thân thiện ở Mỹ gửi những phần quà như gạo mì tôm tất cả mọi thứ lương thực thực phẩm, và cũng xin cảm ơn chị giấu tên ở Bắc đã hỗ trợ cho gia đình của chú một số tiền 200.000 đồng. Tiến cũng không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những người nghèo khó khăn ở trên vùng núi sâu xa khô cằn sỏi đá như thế này. Thì Tiến cũng xin chúc cho tất cả quý bà cô chú anh chị luôn vui vẻ mạnh khỏe bình an bên gia đình của mình. Bây giờ thì cũng đã quá chiều rồi. Dạ, con cũng xin phép cô chú là con rời đi để cho cô chú tiếp tục cái công việc làm cái chuồng đó. Hôm nào thì con có duyên có dịp con ghé lại đây con tiếp tục con tới thăm gia đình của cô chú nữa ha. Dạ, bây giờ con xin phép là con rời đi ha. Cảm ơn. Bây giờ là Tiến cảm ơn con rất nhiều. Dạ. Mừng lắm cả nhà mình. Mừng cái này là có gạo, mình có gạo mà có đi làm nói thiệt không. Cảm ơn. Dạ. Mà ngành thì ba cách thì đó cảm ơn nhiều. Nhưng mà những phần quà này mình phải giữ kỹ nha để mình sử dụng nha, chứ bây giờ mình đi rẫy nhà mình thì nó rất là trống trải. Mình phải có người ở nhà canh những cái lương thực này, người đồng bào ở trên đây á, họ làm kiếm tiền nó không có mua nổi những phần quà này đâu. Đúng cái rồi, này là con chia sẻ thật. Dạ, nên mình cố gắng mình giữ những phần quà này để mình sử dụng nha. Dạ, thì bây giờ Tiến cũng xin phép cả nhà là Tiến kết thúc video tại đây luôn. Cả nhà yêu mến Tiến thì cho Tiến xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh, đừng quên xem hết quảng cáo để ủng hộ Tiến, để Tiến có thêm kinh phí đi lên núi giúp đỡ các bà con nghèo trên vùng núi sâu xa nha. Tiến cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Hẹn cả nhà mình vào những tập video tiếp theo. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye cả nhà cô chú. Bye bye.